Thì tôi xin giới thiệu, tôi tên là Hoàng và là cậu của cô dâu. Thì sau đây tôi thay mặt anh rể của tôi sẽ đọc lên một bức thư của người bố tặng con gái lúc đi lấy chồng. Và để có thể bày tỏ tất cả cảm xúc thì tôi sẽ nói bằng tiếng phổ thông, nên là mọi người có gì mọi người bỏ qua cho tôi. Thư gửi con gái của bố. Con gái của bố ơi, thế là con đã về nhà chồng, đi làm dâu nhà họ. Bố vui mừng vì con trưởng thành và bắt đầu một trang mới trong cuộc đời. Nhưng sao bố thấy có điều gì bồi hồi, bâng khuâng và xao xuyến thế nhỉ? Bố chẳng buồn đâu, ai lại buồn như thế? Bố chỉ mong con gái của bố ngày lễ trọng đại như vậy mà không có bố mẹ, ông bà, người thân trong gia đình ở đấy để cùng chung vui với con. Bố biết con thương bố lắm và chẳng bao giờ con nghĩ sẽ xa bố cả. Bố còn nhớ hồi còn nhỏ, con còn nói với bố rằng con sẽ không bao giờ lấy chồng, con sẽ ở như thế này với bố mẹ tới già. Nhưng đời người luôn có đủ các giai đoạn của từng lứa tuổi, cái gì đến nó sẽ đến con nhỉ. Con yêu à, bố biết hôm nay con là người xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vì con đã chọn một người mà sẽ có một bờ vai vững vàng tin cậy để tựa vào khi con mệt mỏi. Con đã tìm một người mà sẽ cùng con trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Con gái à, hãy nghĩ tới câu nhập gia tùy tục con nhé. Đời người con gái Á Đông, sống quê cha, chết làm ma quê chồng. Nơi con đến không sinh ra con, nhưng là nơi con gắn bó suốt cuộc đời, nó ấm áp hay lạnh giá là gia con. Tất nhiên bố chẳng mong điều gì không may sẽ đến, nhưng giả sử có một ngày nào đó chồng con lạc bước, con hãy biết kìm lại những ghen tuông, giận hờn trách móc để xét lại mình. Hãy tự biết mình kém ở điều gì mà sửa, giữ bếp nhà con luôn luôn có lửa đỏ. Đừng vì buồn bực mà chảnh mảng, chỉ chiết nhau, bởi vì điều đó mà con sẽ mất hết tất cả. Đàn ông đôi khi họ tỏ ra khó hiểu, cái họ quan tâm có lúc không giống cái con mong, có khi cũng chẳng giống cái con có. Tuy nhiên, cần suy xét thật trọng trước khi lên tiếng. Người xưa đã dạy, đàn ông nông nổi giếng khơi, đó con gái ạ. Một lúc nào đó con mệt mỏi, con cứ về với bố. Có lẽ khi ấy bố cũng già, nhưng bố vẫn là bố của con, và con vẫn là đứa con gái bé bỏng thương yêu của bố. Bố còn quá nhiều suy tư trong cuộc đời, nhưng sẽ cho con hiểu dần. Hãy nhớ lời bố, bố rất yêu con. Nếu có thể chết thay con, bố sẵn sàng, nhưng bố chẳng thể sống thay con được. Hãy đón nhận một cuộc sống mới và con của con và làm nó hạnh phúc con nhé. Bố tin chắc rằng con gái của bố sẽ luôn hạnh phúc. Con rể của bố thân mến, bố muốn nói với con điều này. Người đầu tiên nắm tay cô ấy là bố chứ không phải con. Người đầu tiên hôn cô gái ấy cũng là bố chứ chẳng phải con. Nhưng người mà nắm tay cô gái ấy đi hết cuộc đời này lại là con chứ không phải bố. Bố tin tưởng và trao tặng cho con của hồi môn lớn nhất trong cuộc đời của bố, đó là chính là đứa con gái xinh đẹp này. Hãy yêu thương con gái của bố và thay bố chăm sóc cho em nó. Hãy là bờ vai tin cậy để cho em nó ngã vào mỗi khi mệt mỏi. Hãy nắm tay nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau sống suốt bên bờ hạnh phúc. Bố mẹ chúc phúc cho hai con bình yên và xây dựng một gia đình hạnh phúc các con nhé. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Hoàng và là cậu của cô dâu. Thì sau đây tôi thay mặt anh rể của tôi sẽ đọc lên một bức thư của người bố tặng con gái lúc đi lấy chồng. Và để có thể bày tỏ tất cả cảm xúc thì tôi sẽ nói bằng tiếng phổ thông, nên là mọi người có gì mọi người bỏ qua cho tôi. Thư gửi con gái của bố. Con gái của bố ơi, thế là con đã về nhà chồng, đi làm dâu nhà họ. Bố vui mừng vì con trưởng thành và bắt đầu một trang mới trong cuộc đời. Nhưng sao bố thấy có điều gì bồi hồi, bâng khuâng và xao xuyến thế nhỉ? Bố chẳng buồn đâu, ai lại buồn như thế? Bố chỉ mong con gái của bố ngày lễ trọng đại như vậy mà không có bố mẹ, ông bà, người thân trong gia đình ở đấy để cùng chung vui với con. Bố biết con thương bố lắm và chẳng bao giờ con nghĩ sẽ xa bố cả. Bố còn nhớ hồi còn nhỏ, con còn nói với bố rằng con sẽ không bao giờ lấy chồng, con sẽ ở như thế này với bố mẹ tới già. Nhưng đời người luôn có đủ các giai đoạn của từng lứa tuổi, cái gì đến nó sẽ đến con nhỉ.
Con yêu à, bố biết hôm nay con là người xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất vì con đã chọn một người mà sẽ có một bờ vai vững vàng tin cậy để tựa vào khi con mệt mỏi. Con đã tìm một người mà sẽ cùng con trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Con gái à, hãy nghĩ tới câu nhập gia tùy tục con nhé. Đời người con gái Á Đông, sống quê cha, chết làm ma quê chồng. Nơi con đến không sinh ra con, nhưng là nơi con gắn bó suốt cuộc đời, nó ấm áp hay lạnh giá là gia con. Tất nhiên bố chẳng mong điều gì không may sẽ đến, nhưng giả sử có một ngày nào đó chồng con lạc bước, con hãy biết kìm lại những ghen tuông, giận hờn trách móc để xét lại mình. Hãy tự biết mình kém ở điều gì mà sửa, giữ bếp nhà con luôn luôn có lửa đỏ. Đừng vì buồn bực mà chảnh mảng, chỉ chiết nhau, bởi vì điều đó mà con sẽ mất hết tất cả. Đàn ông đôi khi họ tỏ ra khó hiểu, cái họ quan tâm có lúc không giống cái con mong, có khi cũng chẳng giống cái con có. Tuy nhiên, cần suy xét thật trọng trước khi lên tiếng. Người xưa đã dạy, đàn ông nông nổi giếng khơi, đó con gái ạ. Một lúc nào đó con mệt mỏi, con cứ về với bố. Có lẽ khi ấy bố cũng già, nhưng bố vẫn là bố của con, và con vẫn là đứa con gái bé bỏng thương yêu của bố. Bố còn quá nhiều suy tư trong cuộc đời nhưng sẽ cho con hiểu dần. Hãy nhớ lời bố, bố rất yêu con. Nếu có thể chết thay con, bố sẵn sàng, nhưng bố chẳng thể sống thay con được. Hãy đón nhận một cuộc sống mới và con của con và làm nó hạnh phúc con nhé. Bố tin chắc rằng con gái của bố sẽ luôn hạnh phúc. Con rể của bố thân mến, bố muốn nói với con điều này. Người đầu tiên nắm tay cô ấy là bố chứ không phải con. Người đầu tiên hôn cô gái ấy cũng là bố chứ chẳng phải con. Nhưng người mà nắm tay cô gái ấy đi hết cuộc đời này lại là con chứ không phải bố. Bố tin tưởng và trao tặng cho con của hồi môn lớn nhất trong cuộc đời của bố, đó là chính là đứa con gái xinh đẹp này. Hãy yêu thương con gái của bố và thay bố chăm sóc cho em nó. Hãy là bờ vai tin cậy để cho em nó ngã vào mỗi khi mệt mỏi. Hãy nắm tay nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau sống suốt bên bờ hạnh phúc. Bố mẹ chúc phúc cho hai con bình yên và xây dựng một gia đình hạnh phúc các con nhé. Tôi xin cảm ơn các quý vị, khách quý các đã bỏ bớt chút thời gian quý báu để chung vui cùng gia đình hai con chúng tôi. Xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và một năm mới gặt hái thật nhiều thành công trong công việc. Xin chúc cho buổi thành hôn của hai con diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn.